Bây giờ chúng ta tiếp tục sang nội dung tiếp theo, hai la mã là về đồng đẳng và đồng phân. Nhất là về đồng đẳng này. Thế thì cũng giống như các cái hợp chất khác ở trong chương trình của chúng ta, khi mà giới thiệu một cái hợp chất nào đó, một loại hợp chất mới nào đó, thì bao giờ người ta cũng chọn cho mình cái dãy đồng đẳng đơn giản nhất, đấy là dãy no đơn chức mạch hở CnH2n cộng 3 Nk này bằng 0, đúng không ạ? Thì chất này có đặc điểm gì? Chất này có đặc điểm gì? Khi muốn biết chất này có đặc điểm gì thì ra phải nhớ lại một tí về cái bài độ bất bão hòa và ứng dụng. Trong bài độ bất bão hòa và ứng dụng, thầy đã cho mấy em công thức cực kỳ quan trọng liên quan đến việc là liên hệ giữa số mol của hợp chất hữu cơ với các sản phẩm phản đốt cháy dựa vào độ bất bão hòa, đúng chưa? Ta có một công thức tổng quát, thầy sẽ nhắc lại nhé, là nếu như hợp chất của chúng ta là CXHIOZ N tức là gì? Tức là nó chỉ chứa 1 liter nhá. Thì chúng ta sẽ có là mol của hợp chất hữu cơ sẽ bằng mol của nước trừ đi mol của CO2 chia cho 3 phần 2 trừ K, hoặc là bằng mol của nước trừ đi CO2 trừ đi mol của nitơ chia cho 1 trừ K. Đấy, công thức này thì thầy đã nhắc ở trong bài độ bất bão hòa và ứng dụng rồi, đúng không ạ? Bài nào không nhớ thì xem lại cái bài giảng đó để thầy phân tích xem tại sao lại có công thức như thế này. Thế bây giờ khi có công thức này rồi thì thầy là thay vào với cao bằng không, thay vào đây thì ta sẽ có các kết quả liên quan là gì? Số mol của amin trong trường này là mol của amin sẽ bằng này, thay không ở đây thì sẽ có là nước trừ CO2 chia 3 phần 2 hay là cái khác, mol của amin bằng 2 phần 3 lần mol của nước trừ đi mol của CO2. Nói nước trừ đi CO2 có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nước lớn hơn CO2.